khi mà cuộc thi diễn ra thì đội em rất may mắn được giải nhất. Khi mà trở về thì đội em được BSA và Vinamit đưa sang Thái Lan học tập kinh nghiệm của Thái Lan về sản xuất về nông nghiệp. Thì khi mà tham quan học hỏi về và từ các chuyên gia của BSA hỗ trợ thì chúng em đã hoàn thiện về quy trình sản xuất, hoàn thiện về mẫu mã bao bì và hoàn thiện về kênh phân phối. Ban đầu thì chúng em cũng rất là băn khoăn ở cái việc quá trình chế biến làm thế nào mà từ một cái sản phẩm tươi để đến tay người tiêu dùng mà nó vẫn còn đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì nhóm em đã cố gắng là làm thế nào để cho tiệt khuẩn hoàn toàn cái nguyên liệu. Thứ hai là trong quá trình sản xuất thì cố gắng giữ vệ sinh an toàn để cho nó không bị nhiễm khuẩn từ ngoài vào. Và khuyến cáo khách hàng là sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để cái sản phẩm của mình nó được lâu hơn ạ. Cái nhãn mác bao bì ban đầu thì nó khá là rườm rà và nó chưa đạt được thẩm mỹ nhiều như mình mong muốn. Thì qua 2 đến 3 lần cải tiến thì hiện nay thì nhãn mác bao bì cái chữ của nó đã dễ nhìn hơn và cái những cái hình dáng và màu sắc của nó đã thẩm mỹ nhiều hơn ạ. Trong giai đoạn hiện nay thì công ty chúng em thì đang tập trung vào phát triển một cái hệ thống kênh phân phối là do một đại lý lớn ở Sài Gòn ạ. Thì đại lý đó thì sẽ đại diện cho tay đan tết chúng em phân phối ở trong thị trường Sài Gòn, thị trường miền Nam và từ Phú Yên trở vào đấy ạ. Kênh mà chúng em đang đi theo đó là sẽ cố gắng là phải phát triển theo cái hệ thống các chuỗi cửa hàng lớn và các kênh siêu thị lớn ạ, ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam.